Hoa hậu Thùy Tiên giản dị chấp nhận làm mặt xấu khi ở Romania. Sau khi kết thúc chuyến công tác ở Angola và một số nước châu Âu, mới đây nàng hậu đã đến Romania để thăm những trẻ em, người dân đang đi lánh nạn vì ảnh hưởng của chiến sự. Thùy Tiên an diện giản dị cùng bà Teresa làm thiện nguyện ở trung tâm hỗ trợ người lánh nạn tại Romania. Trong chuyến đi, Thùy Tiên gây ấn tượng không trang điểm cầu kỳ cũng không dùng vương miện 12 tỷ đồng. Nàng hậu Việt thoải mái gần gũi, thậm chí là còn làm trò để chơi đùa cùng các em nhỏ tại đây. Nhìn vào hành trình của Thùy Tiên, người hâm mộ không ngừng cảm thấy tự hào. Thời gian gần đây, Thùy Tiên nhận được sự chú ý của khán giả với những lịch trình dày đặc ở nước ngoài. Bên cạnh chuyến công tác đến Anh và Bồ Đào Nha, nàng hậu còn tạo nên cơn sốt khi kết hợp với YouTuber Quang Linh Vlog để tổ chức thiện nguyện tại Angola. Theo đó, Thùy Tiên đã xây dựng cho người dân quốc gia này hai giếng nước, phát nhiều quà tặng. Trong chuyến thiện nguyện, người đẹp sinh năm 1998 vẫn gây ấn tượng với sự giản dị, không đội vương miện để tránh tạo khoảng cách. Trong chuyến đi Angola làm thiện nguyện, Thùy Tiên được dân tình đẩy thuyền với Quang Linh. Nàng hậu cũng lên tiếng rằng Tiên cảm thấy rất vui vì Tiên và anh Linh nhận được sự yêu thương ủng hộ từ mọi người. Nhưng có một điều hơi lo sợ một chút, vì sự việc này bị đẩy đi quá xa thì mọi người sẽ nghĩ rằng mục đích chính của chuyến đi không phải làm từ thiện. Dù việc đẩy thuyền có hơi lố tay, thế nhưng đó là minh chứng cho việc cộng đồng đang rất quan tâm đến nàng hậu của chúng ta. Đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.